Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe chuyên mục Trợ lý Ảo điểm báo 18 giờ 15 phút ngày 17 tháng 5 năm 2022. Kính mời quý vị lắng nghe bài viết thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững với đổi mới, sáng tạo về khoa học, công nghệ và thị trường. Kính thưa quý vị, thông tin báo chí về chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050, ngày 5 tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, sẽ tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững với đổi mới, sáng tạo về khoa học, công nghệ và thị trường. Theo đó, mục tiêu chung của chiến lược là xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới. Đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm phi nông nghiệp để phát triển sinh kế đa dạng, giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn, đảm bảo cơ hội phát triển công bằng giữa các vùng, miền, phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự được đảm bảo, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Bên cạnh đó, chiến lược cũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển ngành thủy sản thành ngành sản xuất chiến lược, đảm bảo nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu. Ngoài ra, đặt ra định hướng, nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực sản xuất. Cùng với phát triển nông nghiệp, chú trọng phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi cơ cấu lao động theo hướng phi nông nghiệp để giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập, lấy nông nghiệp làm căn bản, coi nông nghiệp là nền tảng ổn định đất nước, ổn định xã hội. Thực hiện các nhóm giải pháp chính bao gồm tuyên truyền, giáo dục đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động, đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thiện quan hệ sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trình độ, hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường trong và ngoài nước đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro, hội nhập và hợp tác quốc tế, xây dựng, hoàn thiện và triển khai một số cơ chế, chính sách đột phá gồm chính sách về đất đai, tài chính, tín dụng, đầu tư, thuế, phát triển nguồn nhân lực, giám sát và đánh giá. Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 đến 3% trên một năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5 đến 6% trên năm, cùng với đó là mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 đến 3 lần, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1 đến 1,5 trên một năm. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%. Phấn đấu có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 10% so với năm 2020. Có thể thấy, chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững là định hướng cơ bản, trụ cột để đảm bảo an ninh lương thực, tạo nền tảng ổn định cuộc sống, đóng góp vào hội nhập quốc tế, tạo đà xuất khẩu lớn hàng đầu khu vực, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam. Mời quý vị tìm hiểu bài viết đầy đủ trên báo điện tử Đảng Cộng sản.vn. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý Ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.